Ô tô 360 xin kính chào toàn thể quý vị và các bạn. Rất vui được gặp lại quý vị và các bạn ở video ngày hôm nay. Thưa với quý vị và các bạn, ở video ngày hôm nay tôi xin trân trọng gửi đến quý vị và các bạn một chiếc xe sedan hạng B số tự động. Quý vị và các bạn nhé, đó chính là chiếc xe Hyundai Accent phiên bản 1.4 ATH phiên bản đặc biệt. Chiếc xe được sản xuất năm 2021, đăng ký tên tư nhân và chiếc xe này thì cũng đã lăn bánh được hơn 4 vạn km rồi quý vị và các bạn nhé. Ở Hyundai Accent chắc quý vị và các bạn cũng đã biết là nó có phiên bản số sàn, phiên bản số tự động. Trong phiên bản số tự động thì nó có phiên bản thường, tức là bản bay, bản thiếu đồ, và phiên bản đủ đồ hay còn gọi là phiên bản ATH, bản đặc biệt như chiếc xe mà chúng tôi đang giới thiệu đến quý vị và các bạn đây ạ. Đấy, ở phiên bản đặc biệt này thì xe cũng đã full đồ rồi bạn nhé. Từ cửa nóc, khóa thông minh, đè nổ, start top, điều hòa tự động. Đấy, option thì rất là nhiều bạn nhé. Và chiếc xe này thì chúng tôi vẫn cam kết với quý vị các bạn là không tai nạn, không gặp nước, keo chỉ nguyên bản, máy móc tất cả là còn nguyên bản luôn. Và chúng tôi đang bán với giá là 448 triệu đồng thưa quý vị các bạn. Vậy nếu như quý vị và các bạn nào mà đang quan tâm đến chiếc xe Hyundai Accent phiên bản ATH 2021 này thì hãy liên hệ ngay theo số hotline của ô tô 360 chúng tôi là 0905 608 883 để được chúng tôi tư vấn. Hoặc chúng tôi có thể mời quý vị và các bạn qua địa chỉ cửa hàng chúng tôi ở số 320 đường Nguyễn Xiển, Hà Nội để được xem xe và lái thử trực tiếp chiếc xe Hyundai Accent 2021 phiên bản ATH này quý vị các bạn nhé. Và ngay sau đây thì tôi sẽ mời quý vị và các bạn cùng tôi đi tìm hiểu về chiếc xe Hyundai Accent ATH 2021 phiên bản đặc biệt này các bạn nhé. Trước tiên thì mời quý vị các bạn cùng tôi xem về phần nước sơn, phần khung gầm, thân vỏ bên ngoài của chiếc xe. Một chiếc xe rất là đẹp đây các bạn nhé. Đấy, phiên bản ATH thì là phiên bản đủ rồi. Và nước sơn của nó đều rất là đẹp luôn. Sơn zin của xe cũng còn rất là nhiều, vì chiếc xe này mới lăn bánh hơn 4 vạn km thôi. Là giàn đúc này và giàn lốp thì còn rất là dày luôn các bạn nhé. Đấy, toàn bộ về phần nước sơn bên lái này, nước sơn bên phụ này, đấy còn nguyên zin, giàn lốp thì còn rất là dày luôn quý vị các bạn nhé. Đấy, là giang đúc mặt phay rồi. Nhìn tổng thể về cái phần đầu, phần ba đa sốc trước của xe, một chiếc xe rất là đẹp luôn các bạn nhé. Toàn bộ từ cụm đèn pha cũng đã được trang bị là đèn pha bi xenon rồi, đèn led ban ngày đầy đủ hết cả luôn các bạn nhé. Và đặc biệt là chiếc xe này đèn pha cũng chưa có bị đâm đụng hay là chưa có bị va chạm, chưa có bị xước sát thì cả các bạn nhé, quý vị và các bạn nhé. Đèn pha bi xenon này, đèn led ban ngày này hay còn gọi là đèn daylight đầy đủ luôn các bạn nhé. Đấy, chưa có bị xước sát gì cả các bạn ạ. Và xe cũng đã được trang bị là cả về đèn gầm, đèn gầm cũng ở cái dạng là đèn bi luôn các bạn nhé. Toàn bộ mặt ca lăng, lưới tản nhiệt ở cái form này là form mới rồi các bạn nhé. Lưới tản nhiệt dạng tổ ong đều rất là đẹp. Gương chiếu hậu thì gập điện, tích hợp xi nhan trên gương rồi quý vị và các bạn nhé. Khóa thông minh, bấm tay để mở cửa này. Đây là cửa bên phụ, cũng được bấm tay để mở cửa luôn quý bạn nhé. Lốp thì còn rất là dày đấy ạ, dàn lốp Michelin rất là dày. Và nhìn về cái phần ba đa sốc sau của chiếc xe thì quý vị các bạn thấy đấy ạ, cụm đèn hậu cũng còn rất là đẹp này. Đây là cụm đèn hậu luôn bạn nhé. Đấy, cụm đèn hậu nhìn rất là mới, chưa có bị xước sát, chưa có bị va chạm gì cả các bạn ạ. Và xe cũng đã được trang bị là camera lùi, cảm biến lùi đầy đủ hết luôn quý vị các bạn nhé. Và ở form mới này thì nhìn về cái phần body sốc sau cũng rất là thể thao bạn ạ, sport luôn đấy. Đấy, có cả những cái phần body kit nhìn rất là sport và đẹp luôn bạn nhé. Một chiếc xe đẹp luôn đấy. Nước sơn và cái phần sườn bên lái được các bạn này đều đẹp luôn, chưa có bị đâm đụng hay va chạm gì cả các bạn nhé. Bây giờ thì tôi sẽ mời quý vị và các bạn cùng tôi xem về phần nội thất của chiếc xe. Đấy, chiếc xe này là chủ xe dán chống ồn hết rồi, cả gioăng chống ồn đây, dưới cái gioăng là keo chỉ còn nguyên zin này. Táp bi cánh cửa rất đẹp nhé, toàn bộ từ táp bi cho đến táp lô, vô lăng cần số đều rất là đẹp luôn bạn nhé. Đấy, vô lăng thì tích hợp các phím điều khiển này. Đấy, kiểm soát hành trình, cruise control hay còn gọi là ga tự động đây, đầy đủ rồi. Vô lăng bọc da và đồng hồ công tơ mét đây các bạn này. Chiếc xe lăn bánh được hơn 4 vạn km rồi bạn nhé. Màn hình Android xịn rồi, cần số này, tay phanh này đều rất đẹp luôn. Nội thất thì là ghế da các bạn nhé. Đấy, bậc cửa cũng đã được ốp inox để chống xước rồi này. Trải sàn da này, sàn 5D đủ hết luôn bạn ạ. Một chiếc xe rất là đẹp luôn quý vị các bạn nhé. Đấy, và đây là cái tem của nhà sản xuất này. Chiếc xe được sản xuất năm 2021 và sản xuất và lắp ráp tại Việt Nam luôn bạn nhé. Đấy, phiên bản ATH
là phiên bản đầy đủ hết cả option rồi, không còn thiếu cái gì cả các bạn nhé. Bậc cửa thì được ốp inox chống xước các bạn nhé. Chủ xe rất là cẩn thận ạ. Và đây là chiếc tabi phía sau bên lái các bạn nhé. Đấy, toàn bộ từ tabi cũng còn rất là mới này, cho đến nội thất ghế da bên trong xe này các bạn này, đều mới nguyên luôn các bạn nhé. Nội thất ghế da này, ốp bậc cửa inox này, trải sàn da này, đấy, đầy đủ hết luôn bạn ạ. Và cửa gió điều hòa cho hàng ghế ngồi phía sau, chân cắm cổng sạc USB đầy đủ rồi, trang bị đầy đủ các thứ cho người ngồi hàng ghế phía sau này các bạn nhé. Và tiếp theo thì tôi sẽ mở cái cốp sau này lên cho quý vị các bạn xem. Ở cái cốp sau này các bạn nhé, thì cốp sau này cũng toàn bộ ốc cốp sau là nguyên zin này. Đấy, ốc cốp sau nguyên zin, keo chỉ cốp sau là cũng nguyên zin. Điều này là chứng tỏ là chiếc xe chưa có bị đâm đụng hay là chưa có bị va chạm gì từ phía sau nào các bạn nhé. Đấy, cốp sau nguyên zin từ những cái phần nỉ của cốp đều rất là đẹp luôn bạn nhé. Đấy, phần nỉ ở trong cốp này đều rất là mới này. Đấy, phía bên dưới là lốp siêu cua. Lốp siêu cua cũng còn rất là mới luôn bạn nhé. Và đặc biệt là chiếc xe này thì chủ xe cũng đã dán 3M để chống ồn rồi. Quý vị các bạn nhé, chủ xe rất là cẩn thận đã dán 3M chống ồn ở cái khoang cốp sau này. Còn bên trên thì tôi không biết là có dán hay không, nhưng cốp sau này là có dán đấy ạ. Đấy. Và tiếp theo thì tôi sẽ mở cái cánh cửa phía sau bên phụ cho quý vị các bạn cùng xem. Đây là cái tabi cánh cửa phía sau bên phụ này. Từ tabi, đấy, keo chỉ là nguyên zin rồi các bạn nhé. Toàn bộ từ tabi đến nội thất bên trong, ghế da này, đấy, ghế da hàng ghế ngồi phía sau còn nguyên zin và còn rất là mới, rất là đẹp luôn các bạn nhé. Đẹp toàn bộ từ nhìn từ cái bậc cửa, thế là chủ xe rất là cẩn thận rồi. Và đây là chiếc tabi cánh cửa phía trước bên phụ quý vị các bạn nhé. Mở cánh cửa ra cho quý vị các bạn xem đấy. Toàn bộ keo chỉ cũng đã được dán chống ồn này này. Đây là cái gioăng chống ồn, nhưng keo chỉ là vẫn còn nguyên zin đấy các bạn nhé. Keo chỉ nguyên zin này. Tabi rất là mới, rất là đẹp luôn các bạn nhé. Toàn bộ từ tabi cho đến táp lô đấy đều rất là đẹp này. Vô lăng, cần số này, tay phanh này, đấy, tất cả còn nguyên bản và đều rất là đẹp luôn quý vị các bạn ạ. Một chiếc xe phải nói là đẹp, hoàn hảo luôn quý vị các bạn nhé. Đẹp và đều, toàn bộ các chi tiết ở trong xe này đều đẹp hết luôn bạn ạ. Hàng ghế đằng trước này cũng còn nguyên zin và đều rất đẹp, rất căng, chưa có bị xước sát gì cả quý vị các bạn nhé. Đấy, bậc cửa là ốp inox rồi này. Đấy, toàn bộ chiếc xe này đều rất đẹp luôn bạn nhé. Toàn bộ về phần ngoại thất và nội thất của chiếc xe đều rất là đẹp rồi. Sau đây thì tôi sẽ mời quý vị và các bạn cùng tôi hãy mở cái nắp capo này lên để xem về phần động cơ của chiếc xe Hyundai Accent này các bạn nhé. Thì Hyundai cũng đã trang bị cho chiếc Accent 2021 này là một cái khối động cơ xăng với dung tích 1.4 lít kết hợp với hộp số tự động các bạn nhé. Đấy, và cái động cơ này là nguyên zin này. Nguyên zin từ chân máy cho đến mặt máy, tất cả những con ốc ở trong cái khoang động cơ này là còn nguyên zin và còn nguyên bản hết luôn các bạn nhé. Chưa có một con ốc nào bị tháo ra đâu. Đấy, và động cơ này chúng tôi cũng đã dọn dẹp đi rồi, rất là mới luôn. Toàn bộ từ ốc cabo này đến keo chỉ cabo là còn nguyên zin hết luôn bạn ạ. Chưa có mất một phân keo chỉ nào cả, chưa có một con ốc nào bị tháo ra, chưa có vết tháo luôn bạn nhé. Còn nguyên bản hết đấy các bạn. Đấy, chúng tôi cam kết với quý vị bạn là nguyên zin hết luôn từ ốc tai này. Đấy, tất cả các ốc ở trong cái khoang động cơ này là nguyên zin hết luôn quý vị các bạn nhé. Đấy, những cái phần xương đầu này cũng còn nguyên bản hết luôn quý vị các bạn ạ. Chúng tôi cam kết với quý vị các bạn ở cái động cơ này là không tai nạn, không ngập nước, tất cả là còn nguyên bản quý vị và các bạn nhé. Và thưa với quý vị các bạn, chiếc xe này thì chúng tôi đang bán với giá là 448 triệu đồng. Chúng tôi vẫn đang hỗ trợ trả góp cho quý vị và các bạn. Vì vậy mà quý vị các bạn chỉ việc thanh toán trước 30% giá trị của xe thôi. Số tiền còn lại là 70% thì quý vị các bạn có thể thanh toán trong vòng 5 năm với lãi suất rất là ưu đãi, thủ tục thì nhanh chóng và rất đơn giản quý vị và các bạn nhé. Vậy nếu như quý vị và các bạn nào mà đang quan tâm đến chiếc xe Hyundai Accent 2021 phiên bản ATH, phiên bản đặc biệt này, thì hãy liên hệ ngay theo số hotline của ô tô 360 chúng tôi đang để phía dưới góc bên phải màn ảnh quý vị và các bạn đang xem đấy ạ, là 0905 608 883 để được chúng tôi tư vấn. Hoặc chúng tôi có thể mời quý vị và các bạn qua địa chỉ cửa hàng chúng tôi ở số 320 đường Nguyễn Xiển, Hà Nội để được xem xe và lái thử trực tiếp chiếc xe Hyundai Accent 2021 phiên bản ATH này các bạn nhé. Quý vị và các bạn đang theo dõi clip thì xin quý vị và các bạn hãy like clip, hãy đăng ký kênh để ủng hộ cho kênh ô tô 360 của chúng tôi, và cũng là để đón xem những video mới nhất
những chiếc xe mới nhất chúng tôi đang lên trên kênh ô tô 360 này. Cảm ơn quý vị và các bạn rất là nhiều. Xin phép quý vị và các bạn cho tôi được dừng video ngày hôm nay tại đây và hẹn gặp lại quý vị và các bạn ở những video tiếp theo. Xin chào và hẹn gặp lại quý vị và các bạn. Người bán, vạn người mua hơn thua nhau là ở cái chất lượng. Những sản phẩm tốt thì không bao giờ có giá rẻ, những sản phẩm giá rẻ thì chưa chắc đã tốt. Vừa rẻ mà lại vừa tốt thì không bao giờ có đâu nha mọi người. Quý vị và các bạn nào mà muốn mua được sản phẩm tốt thì đừng vội quan tâm đến giá cả, mà hãy quan tâm đến chất lượng của sản phẩm đó như thế nào đã. Một điều đặc biệt là khoa học đã chứng minh, những người thường hát một mình trong nhà vệ sinh thì là những người rất là vui vẻ và yêu đời. Những người đang xem video mà like video, đăng ký kênh là những người rất là thông minh. Vì vậy mà quý vị và các bạn đang theo dõi video thì xin hãy like video, hãy đăng ký kênh để ủng hộ cho kênh ô tô 360 chúng tôi, và cũng là để đón xem những video mới nhất, những chiếc xe mới nhất chúng tôi đang lên trên kênh ô tô 360 nè. Cảm ơn quý vị và các bạn rất là nhiều.